Rồi, hôm nay em gửi ba cái rồng nọc đơn 1 tấn cho với một cái rồng nọc đơn 5 tấn cho anh Nhân ha. Mà chiều dài của con 1 tấn đơn từ đây. Ở đâu? Ở đây thôi. Tính từ đây thôi. Tính từ đây đến đây là 32 cm thôi. Là 320 mm đó. Còn cái bu ly này là 1 tấc. 4 inch bu ly 1 tấc. Đo cái rãnh luôn. 15.8. Rãnh của nó là 15 ly á. Ở đây nó có cái khóa này. Ở đây có cái khóa mở. Ở trên đây có cái lưỡi gà để an toàn. Đó. Trên cái móc nó có ghi một tay là 1 tấn nè. Bốn mình là nó ý nó nói là cái bu ly dài 1 tấc á. Đường kính rãnh là 15. Còn 5 tấn nè. 5 tấn là dài khoảng 62 mm. Đó rồi, 62 mm. Còn cái rãnh này là 10 inch nè. Ở đây nó ghi là 10 inch là 2 tấc rưỡi là bu ly. Cái bu ly là 2 tấc rưỡi. Này như 25. Rồi, năm mấy. Rồi giờ ơi, bấm lại chữ zero đi. Kéo vô lại. 25. Tính lọt lòng luôn là 25 ly á, mà lọt lòng là vô cái rãnh này là rồi bán rồi. Rồi nó cũng giống như cái thằng 1 tấn rồi, nó cũng có cái khóa nè. Rồi giờ em tiến hành giao hàng cho anh luôn ha.